Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Andy sẽ chia sẻ thêm một khía cạnh khác của cuộc sống ở Úc. Hôm nay tình cờ thì đến thăm nhà của chú Dũng. Đây là một trong những người đồng hương ở tại thành phố Sydney. Và khi mà đến đây thì tình cờ thì thấy chú đang sửa nhà. Và hôm nay là chú lót sàn gỗ cho tất cả các phòng ở trong nhà luôn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái cuộc sống Úc như thế nào cho các bạn Chú thấy. Dũng nè các bạn. Hello, xin chào các bạn. Chú Dũng, đây là tí xíu nó sẽ chỉ cho mình lót sàn gỗ nha. Đây, chú Dũng cho chúng ta xem đã mua được hết tất cả những cái vật dụng để lót sàn gỗ như thế nào nha. Ở Úc thì nói chung là cuộc sống công nghiệp mà, cho nên là nếu mà một cái đất nước phát triển, cho nên chính vậy mà chúng ta nếu muốn tiết kiệm được tiền thì chúng ta tất cả mọi thứ là phải tự làm hết. Cho nên là chú quyết định là tự làm với con của chú luôn. Thì ở đây gỗ này đó, mình thấy là nguyên một cái khối này thì lót được khoảng 3 phòng. Bình quân một cái phòng như vậy là khoảng 10, hơn 10 mét vuông nhá. Phải mua thêm mấy cái cây này để làm cho mấy cái cạnh, cái ron á, để làm cho mấy cái cạnh của cái phòng nó đẹp hơn nè. Có hai thứ mà để chúng ta có thể tự làm mà chúng ta tiết kiệm được tiền. Thứ nhất là mình phải nghiên cứu coi là tiệm bán những cái gỗ này đó là cái tiệm đó ở đâu. Mình thấy là trung bình một cái gỗ này đó để lót sàn mà rẻ nhất thì cũng khoảng 50 đồng, nhưng mà tuy nhiên thì ngay cái mùa dịch bệnh này đó các bạn, thì một số cái tiệm như là chú được tìm được cái tiệm mà nó rẻ nhất chỉ có khoảng 20 đồng một mét vuông thôi. Mình thấy là rẻ phân nửa ha, tại người ta đang giảm giá đó. Và cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm được tiền là chúng ta phải tự làm. Bình quân một người thợ ở đây người ta làm rẻ nhất á, là khoảng 1 mét vuông như vậy thì người ta tính 50 đô la. Bây giờ chút xíu mình sẽ quay cho các bạn xem, cho mọi người xem là chú lót như thế nào nhé. Đây, bây giờ mình giúp chú Dũng mang cái gỗ nó đi vào nhé, và mình cũng học luôn cái cách để mình lót sàn nhà như thế nào ở tại Úc. Mai mốt khi nào mình mua được cái nhà xong rồi đó mình tự lót luôn. Mọi người thấy trước mặt của mình đây là cái máy máy cưa nè. Tại sao chúng ta phải có cái máy cưa? Đôi khi một số cái đó mình cần cái gỗ ngắn hay dài đó là chúng ta phải có cái cưa này. Đó, mình phải tự cưa luôn nha, để làm cho cái phòng nó vừa vặn. Cho nên một cái người đàn ông sống ở Úc là phải có rất là nhiều kỹ năng. Rồi, cái này là kết nối điện nha, chúng ta có thể tự cắt gỗ được. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình anh thì sẽ cắt cho các bạn xem ha, cái máy cưa này, tại vì ở trong kia mình lót đó, không phải lúc nào cái miếng nó cũng đúng, cho nên mình phải cắt cho nó chính xác. Cái này lần đầu tiên mình làm cho nên là hơi lòng cộng. Mình đã làm được rồi các bạn ơi, mừng quá. Trời ơi, cắt cũng ngay lắm chứ bộ. Thấy hay không? Này, miếng này là coi như có thể xài hoặc không xài được nữa các bạn nhé. Vô làm tiếp thôi. Mình gỡ này vô cho đều. Đây các bạn thấy chú Dũng đang đang chỉ cho mình cái từ từ. tức là hai cái bằng nhau này ha, cái này mình bằng lại hai cái đó bằng nhau. Đó, đây nó hở nè, đây nó đúng nè. Đây là người đàn ông nhiều quá. Kỹ năng nhất của khu Việt Nam. Bây giờ đó là mình muốn nó âm dương 1, 2 hay lại thì mình mà sẽ cắt này xuống. Ở đây theo nguyên tắc âm dương hả? Rồi, âm dương gì nè đó. Rồi cái lòi cái lõm vô phải không? Rồi đó, cái này nếu mình xài gì là mình xài 1, 2, còn nếu mình xài gì là xài 1, 2, 3. Thấy chưa? Để lại đây là xài 1, 2, 3. Đó, đây là 1, 2, 3 nào, muốn cái nào? 1, 2 đi bây giờ thầy. 1, 2 cho nó khỏe. Đây là 1, 2, 3. Tức là mình có thể gắp từng miếng hoặc gắp 3 miếng lúc hả? Không phải,
mình gấp 1, 2, 3, tất nhiên là mình cắt 2 thì mình sẽ phân nửa này nửa kia, còn nếu mình cắt 3 thì nó sẽ lùi xuống 1, 2, 3 1, 2 đi ra cho nó khỏe. Thế mình mới giữ nguyên miếng cắt phần nửa, như miếng cắt phần nửa vậy thôi. Vậy phải không? Miếng giữ nguyên không cắt nữa. Ok. Thì cái này là mình cắt nữa thì có thể mình đùn ra làm sao, nhưng còn nó cắt nữa đó, nó cắt ngon chút hả? Cái phòng này chú Dũng làm mà trong bao lâu xong? Nếu mà mình ấy thì khoảng 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ là xong rồi. Nhưng con cái là mình không phải là thợ chuyên nghiệp, mình đang mò. À. 1-2 phải không? Thợ chuyên nghiệp là 1-2 tiếng là xong một cái căn phòng này các bạn nhé. Còn mình không chuyên nghiệp thì mình cứ làm từ từ xem sao nó đẹp. Chú Dũng mò. Chú Dũng mò. Mình có muốn giữ thanh gỗ càng bự càng tốt. 122 thì mình lấy 61 cho 1-2 phải không? Hôm nào mình để ngược hướng không? Không như đi vô nó phục được sát luôn. Không vô. Đừng gạt xuống chạy cho nó ngẩng lên nó vô dễ thôi. Rồi là rồi, rồi là nó xuống lên nó sát xuống hết trơn rồi, không có gì trên. Miếng dài không hiểu. Nếu muốn chơi gì nữa này cũng được nè. Đi vô, chuyển đi vô rồi. Rồi chạy thiếu một chút xíu nữa có đặt căng cũng không. Ủa, không phải miếng dài phải à? Miếng này đúng hả? Rồi đi con vô thôi. Thôi đỡ đỡ là gì chút thôi. Thiếu một xíu nè ơi. Chị phải để trên cái ngập này nè, không nó gãy cái này không? Vô đây. Rồi lấy ra. Ngoài vô. Rồi, các bạn mình đưa con giữ cái góc này nó sát, cái góc sát các bạn, cái góc sát thịt là sát. Đó. Đấy. Rồi rồi rồi, cũng vô. Rồi vô rồi, rồi rồi đây, rồi đây, dứt lại đây, đây chỗ này. Kỹ thuật đóng nè, đó, mình đóng phía trên cái miếng này, cho nó ngay cái rãnh dưới này nha. Okay, đóng đó. Đóng dưới này rồi, là sẽ hư. Ok, chỗ này nữa, lên, à, xé rồi. Okay. Phải đoan chắc là nó khít như thế này nè, mới đẹp nhé. Mệt chưa chú Dũng? Vừa đây nè, vừa đây. Mệt chưa? Rồi, mệt chứ nhỉ. Đây. Đây, cái này qua đây nè, cái góc này mới ác nè. Đây, góc này mới ác chiến nè các bạn. Đó. Bây giờ mình phải đo rồi mình phát một cái giống như cái góc cột. Phải khoét như cái cây cột này nè. Ừ. Để khi mà đóng cái cửa nó mới vô với lại cái miếng nó mới đẹp nè. À. Thấy không? Đó. Yo. Đúng rồi, thấy không? Quá xuất sắc luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, không xuất sắc này, đúng rồi nè. Nô rồi, nô quất rồi. Này đầy chút xíu nữa. Không, được rồi, lấy ra để cái đục lực nữa. Nên là cái đóng chưa sát vô, sát như đúng
còn chút xíu nữa. Lấy gà. Đừng đạp lên để là lấy gà. Bây giờ nó xin chỗ này tí xíu. Bây giờ mình phải sợ cái đó. Nó đóng ngồi bên đây nè, đóng ra. Rồi, con dịnh gì cho ba. Phải xuống đem dưới đi, thì đập quỷ dưới. À, đây đây đi, thì phải xuống đây, thì đập quỷ dưới. Bây giờ làm như mà cắt một chút nữa. Không khó cắt được. Đây, kỹ thuật là nằm ngay chỗ đây này các bạn ơi. Ngay chỗ cái kẹt cửa này. Cái cửa này nó bây giờ phải vẽ. Phải vẽ cho nó khớp với cánh cửa đó. Tại vì lót tự trong phòng là lót dài ở khu vực này luôn nè. Cho nên cái khó nhất là chỗ đó. Chú Dũng cưa cái máy nó lớn quá, cái cưa nó không có làm được cái tiểu tiết đó. Thời này mình làm nhà. Bây giờ mình làm nhà, mình đụng. Không phải là chuyên nghiệp. Đó. Nếu mình dán cái gòn nó đẹp rồi đúng không? Chưa, còn vô chút xíu nữa mới vô. Đụng đâu ta? Đụng ngay cái càng này nè. Ngay chỗ này nè. Nhìn như cái đó, dạ. Đó còn chút xíu. Okay. Đây mình làm nhà cho nên là mình phải một số cái mình cần phải độc đảo như thế này. Rồi, nhưng mà nó có những cái máy nó cưa mau. Dụng cụ thô sơ. Chẳng cô biết làm nhà chơi cho vui. Quay lên là thấy hạng miền ta chửi mà. Nói làm dở gì bà đặt quay video. Ồ, tuyệt vời. Chút xíu nữa. Này làm nhà mà chú Dũng đâu sao. Làm nhà mình làm gì là perfect rồi. Chút xíu. Dữ rồi. Dữ. Chưa gì đâu được con. Chưa gì được thử. Đó. Góc 90 độ. Đi vô xăm xăm. Vô, đẩy vô đó. Tấm lắm rồi. Nhiều chứ. Để góc đi dính nè. Được. Gác đuốt phải không? Thôi đụng chút xíu. Này còn chắc là ngoài đúng không? Đưa ngoài đúng không? Phải làm ngoài đó luôn chắc không? Bây giờ làm đưa hết ra ngoài rồi nghỉ. Ngoài cũng ít. No, còn tí xíu. Biết xài chút, bà biết còn chụp chút không? Nè, con nhìn nè, nó không sát rồi thấy không? Dậm vô trước nữa mà. Không, đây nè, đụng đây nè. Thấy nè, thấy không? Cái phòng này là hoàn chỉnh rồi đây mọi người ơi. Hôm qua tới giờ làm được 2 phòng nhé. Một phòng bình quân là mất khoảng cỡ 4-5 tiếng. Tại vì dân không có chuyên nghiệp mà. Đây, các bạn xem nhé. Mọi người xem. Đót rất là đẹp. Đây, nó có những cái ron như thế này nè. Tức là cặp ở đây nó có những cái ron. Sau đó mình bắn đinh vô nhìn cho nó đẹp nhé. Không thua gì đẹp, không thua gì thợ chuyên nghiệp á. Còn những cái kẻ hở nhỏ nhỏ này. Như ở đây mà không đóng ron được thì mình có cái silicon nó bắn vào cho nó đẹp nè. Dạ, nhưng mà giờ view chưa có cao mà. Đó, mình làm đó mấy bạn. Hy vọng thì các bạn sẽ thích cái video này, một khía cạnh cuộc sống của Úc. Và không quên đăng ký kênh cũng như là like giúp cho Andy có những cái động lực để mà làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.